chuối bị kéo vào, bị dồn sát thương đến từ Minh Giáo bên phía bên kia. Là một cú nhảy đi đến từ càng gậy răng muối để thoát khỏi đợt tấn công của đoàn Minh Bolero cái bảng. Đoàn Từ Thiện đã bị sông sát thương chết và đoàn Minh Bolero ăn rất nhiều mù cũng như là độc đến từ Đại Mỹ Nhân. Chiến thuật rất hay, đấy là mù và Thiên Sơn dồn sát thương vào võ đàng và võ đàng đã nằm xuống, bắt đầu kéo trưởng thôn vào và trưởng thôn bắt đầu bị dồn sát thương rất nhiều, bị mù rồi, vừa bị mù vừa làm chậm bởi Minh Giáo nữa, rất khó chịu. Nhưng mà đang có sự búp máu đến từ Hồng Mộng và Lý Mặc Sầu đang cố gắng dứt điểm đường môn trước, và trưởng thôn đã nằm, đường môn đã nằm xuống. Vậy thì Lý Mặc Sầu có thể rảnh tay để có thể tấn công tiếp vào bếp trưởng. Thường của càng gậy giang muối thì vẫn đang tung vào bên phía kia, tung vào Tiểu Huynh Đài rồi, và Tiểu Huynh Đài có vẻ như không chịu nổi, Tiểu Huynh Đài gãy rồi. Giờ thì Đại Mỹ Nhân đang bị làm chậm rất nhiều và đã bị làm choáng rồi, khả năng Đại Mỹ Nhân sẽ đi luôn, đúng là như vậy. Giờ để cho càng gậy răng muối gây được càng nhiều sát thương càng tốt, nhưng mà không câu được nữa rồi, xoài không chín đã đi. Không, Đại Mỹ Nhân là người đang bị nhắm đến, họ đã muốn tấn công Lý Mặc Sầu trước, nhưng Lý Mặc Sầu còn quá khỏe. Và các bạn có nhìn thấy Đại Mỹ Nhân ăn một combo phát mất một nửa máu rồi. Chúng ta đã có kết quả của bảng đấu 1 triệu lượt chiến, đấy là Hồng Mộng sẽ là team vô địch. Chúc mừng Hồng Mộng, Lý Mặc Sầu cộng với cả Tiểu Huynh Đài, ba bạn đã vô cùng xuất sắc để đạt được ngôi vô địch này. Và xin full đàn một đời một kiếp đã gồng bắt đầu tấn công của Bão Kaka bị kéo ngược trở lại, đang bị dồn sát thương thêm bởi đến từ bên phía của đường môn nữa. Nhưng Bão Kaka, ôi rồi ôi, Bão Kaka đi luôn, cũng đang có bị tấn công. Đó chính là một đời một kiếp, nhưng lần này Bão Kaka sống lâu hơn, chúng ta trả đam là rất gắt. Và Minh Giáo đã đi, bên này Thiên Long cũng đi luôn, và chúng ta rất khó để có thể Bạch Như Yêu có thể làm gì cả khi mà kỹ năng mù chưa hồi. Thôi đi rồi, nào mù. Bắt đầu một đời một kiếp đang bị khóa vào, tình huống khóa rất tốt đến từ Thiên Long của Bão Kaka. Đây sẽ là cái sự khác biệt rất lớn đây. Nhưng Bão Kaka bị sốc sát thương chết thẳng mặt luôn. Một đời một kiếp lần này không ăn nhiều sát thương nữa. Và khi mà Bão Kaka bất chợt bị giữ lại thì đi luôn, tốc độ tan biến là rất nhanh. Nhưng lần này thì một đời một kiếp đã né ra khỏi lượng sát thương này và đám ma không đồng chết ngay lập tức. Đó là một pha dồn sát thương quá khủng khiếp. Và giờ thì đến lượt Bão Kaka, lần này Bão Kaka là người nằm xuống cuối cùng. Và bây giờ thì đến lượt đường môn bên phía bên kia đang bị dồn sát thương, và đường môn của bên phía bộ đã nằm xuống. Chưa nằm nhưng mà đang bị mù, đang cố gắng trả ngược sát thương lại vào võ đàng. Võ đàng của đạo chiến sĩ trừ ma cũng vậy. Và bây giờ sau khi dứt điểm ở đường môn, họ bắt đầu qua tấn công vào Tinh Túc. Nhưng mà lượng sát thương dồn đến từ võ đàng cộng với cả cái bang vẫn là nhiều hơn. Và giờ thì đường môn sẽ đi bụi ngay lập tức. Rồi các bạn có thể nhìn thấy, nhưng mà Sài Gòn Laker bị giữ lại ngay bởi Minh Giáo, đang dồn sát thương rất nhiều của Sài Gòn Laker. Đối đánh của Minh Giáo của một đời một kiếp rất đơn giản, ai đứng trước mặt là quật, và quật luôn vào người của Gami. Sát thương sẽ là rất nhiều, Minh Giáo đã nằm. Bên phía kia còn Tinh Túc cộng với cả Thiên Long. Thiên Long khóa được vào người của Bạch Yêu Yêu. Bên này Gia Hân đang bị mù, làm choáng đến từ võ đàng. Và giờ thì Gia Hân sẽ gặp rất nhiều khó khăn, tiếp cận vào để mù một đời một kiếp, sau đó sủi ngay lập tức ra ngoài. Nhưng chị Dậu cũng đang bị mù ở bên phía này, đang hồi máu lại được rồi. Minh Giáo đang rất thấp máu, đây có thể là, ui, một pha kéo rất chí mạng. Minh Giáo đã nằm, nhưng mà Ngami bên phía bên kia cũng nằm luôn. Là chị Dậu đang vô cùng thấp máu, chị Dậu bây giờ phải sủi, nhưng cả hai người cùng bay một lúc. Giờ là bắn, nhưng mà đường môn đang bắn rất đau khi mà Gia Hân hình như hết độc rồi. Và cả hai đều có Ngami nên trận đấu này sẽ tương đối là giằng co ở giai đoạn đầu, khi mà cả hai đội còn đầy đủ chiêu thức làm tốt hơn. Và ông lớn bị làm choáng lại, sẽ bị tấn công đến từ Bánh Quấn. Bánh Quấn nó bắt đầu bám vào Tinh Túc của ông lớn rồi. Đạo sĩ trừ ma thì sử dụng huyền công đứng ở bên ngoài. Sĩ trừ ma vẫn đang cố gắng quẩy, nhưng mà vấn đề là sát thương đến từ Big Daddy là chưa đủ để ta phải sợ, nên ta cứ quay trở lại ta tấn công Tinh Túc trước. Và Tinh Túc đã nằm xuống, nhưng mà một pha mù rất là tốt vừa rồi đã khiến cho đạo sĩ trừ ma không kịp nhảy. Bây giờ anh ta mất rất nhiều máu, khiên đã là quá muộn rồi. Một pha mù ba người đến từ giống mấy sáo là rất tốt. Và giờ thì tấn công tiếp vào Ngami, nhưng vấn đề là Big Daddy vẫn còn quá khỏe ở đây. Big Daddy sẽ tấn công Bánh Quấn thôi, bị làm chậm rồi, không chạy được đâu. Rồi bây giờ các bạn có thể nhìn thấy được là sát thương đang dồn rất nhiều vào bên phía của SI Prison. Họ đang dồn vào Ngami trước, họ dồn rất nhanh luôn, một lượng sát thương dồn cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ lượng sát thương đến từ đường môn cộng với cả võ đàng sẽ là nhiều hơn. Họ đã dồn được một nửa sát thương vào ông lớn rồi. Big Daddy có thể gánh được cái lượng sát thương này không?
chẳng một đời kiếp kiếp kéo và ông lớn rồi, họ muốn dồn vào tinh túc. Lần này nữ sát thương đang bị phân tán ra, nhưng mà ông lớn cũng đã đi rồi, và bây giờ lại là cái bang đối đầu với hai chị em nhà Đường Môn và Võ Đàng đi rồi. Bắt được The Prison, lại kéo chúng The Prison rồi. Nữ sát thương dồn vào đến từ chị Dậu cộng với cả Bạch Yêu Yêu là rất nhanh, nhưng mà vẫn bị kéo chúng đến từ bên phía của Minh Giáo. Dồn sát thương có đủ để hạ gục The Prison trước khi mà một đời một kiếp nằm xuống hay không? Bất chấp là tinh túc bên phía bên kia có thể hồi máu được, nhưng quyết định của họ là quay sang dồn vào Big Daddy trước, thì Big Daddy đang có một khả năng tiếp cận tốt hơn. Các bạn có thể thấy được là họ thấy dồn vào ông lớn khó quá, họ đấm luôn cái bàng và họ dồn đủ sát thương ngay trước khi mà chị Dậu nằm xuống ạ. Đó là những pha chọn mục tiêu và côn tim cực kỳ khủng khiếp. Tân Thiên Long Mobile PNG, trực tác kiếm hiệp Kim Dung, tải ngay trên Google Play hoặc App Store.